Theo bạn, 100 quỷ cưa Chainsaw Man và 10 Slender Man siêu to khổng lồ, bên nào sẽ thắng? Hello, nhưng bạn bảo là anh mẹ béo triệu hồi ra 100 Chainsaw Man đi thì ok luôn các bạn ơi. Ngày hôm nay mình sẽ cho 100 quỷ cưa Chainsaw Man đại chiến với chỉ có 10 Slender Man thôi các bạn nhá. Nhưng mà tuy nhiên là 10 Slender Man này là 10 Slender Man siêu to khổng lồ các bạn ơi. Bạn nào dự đoán Chainsaw Man thắng bấm phím 1, ai dự đoán Slender Man thắng bấm phím 2 bạn ạ. Ok bạn ơi, vâng. Vừa vào thì có vẻ như là bên Chainsaw Man rất là đông, nhưng tuy nhiên là chất lượng liệu rằng có hơn số lượng không bạn ơi. Vâng, bên quỷ cưa tấn công trực diện ngay lập tức bạn ạ. Còn bên Slenderman thì chuyển ca cách đó là chia làm đôi. À, có một đội móc lốt phía sau. À, bao vây. Vâng, hiện tại quỷ cưa đang bị bao vây bạn ơi. Để coi xem quỷ cưa sẽ làm gì đây. À, chà. Quỷ cưa đã nhận ra vấn đề bạn ạ. Quỷ cưa cũng tách đội hình làm hai, tấn công cả hai bên trái lẫn bên phải bạn ạ. Ok luôn bạn ơi. Liệu rằng bên nào sẽ chiến thắng đây? Có vẻ như là sức mạnh của quỷ khổng lồ Slenderman siêu to khổng lồ đang cực kỳ châu bò luôn. Vẫn chưa có ai hy sinh cả bạn ạ. Trong khi đó thì quỷ cưa Chainsaw đang dần dần bắt lợi thế rồi. Ôi giời ơi, vâng. Có vẻ như là Slenderman đã giành chiến thắng các bạn ơi.